Thì bây giờ thì mình cũng là ngưng rồi, không có chị nữa. Thì mình tạm ẵn một thời gian, mà không hứa là ngày nào. Dạ, cái này nghe nói ngày là ẵn, là ẵn một thời gian hay là mình ẵn luôn? Cái này là nói chung là mình ẵn cái thời gian nó dài. Cũng xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay mình trở lại gặp ngài đó các bạn. Thì vừa qua nói chung cũng mình cũng có cái duyên để gặp ngài là cũng gần một năm rồi, như có lẽ là giáp năm rồi. Rồi hôm nay là ngài cũng nói là cái đó là một cái duyên để gặp nhau. Cũng vừa qua thì Lê Thanh cũng đồng hành với ngài để đi giúp những cái phần căn đó, thì cũng có giúp rất là khá nhiều phần căn. Thì trong đó hết cũng có mà không hết cũng có. Thì lý do hết thì nếu mà làm theo những cái quy cách của ngài chỉ thì nó sẽ hết cái phần hết nó rất là nhiều. Nhưng nhiều cái phần căn ở đây ngài giúp rồi mà về không có làm đúng theo cái quy cách của ngài chỉ, ngồi thiền hay là làm cái gì đó ngài không làm theo cho nên không hết. Thì vì vấn đề không hết đó thì cũng có nhiều người cũng không tin tưởng ngài. Thì mong tất cả các bạn khi mà được gặp ngài để giúp rồi thì chúng ta hãy tôn trọng những cái nội quy đó để chúng ta được khỏe hơn. Thì hôm nay chúng ta cùng trở lại gặp ngài thì được biết là ngài sẽ ngưng để trị bệnh những cái phần căn, để ngồi thiền lấy lại cái thần lực. Thì chúng ta cùng gặp gỡ ngài. Thì vừa qua mình trị bệnh á, là những cái mình làm là mình trị bệnh cho anh em trong nước và ngoài nước. Những anh em Việt Nam mình đi xa xứ ở nước ngoài mình có thể trị qua điện thoại được, mà cái đó là hoàn toàn là mình làm điều thật sự hết nha anh em. Mình không có mà để dằn cẩm hay là lừa gạt bất cứ ai. Những cái gì mình làm là điều là thật sự hết, chứ không phải là mình mà để lừa gạt anh em hay là gian xin anh em đó. Thì nói chung mình nói những cái lời này ra thì anh em biết là mình mẩy của mình đó là nó sẽ lên đó. Mình không phải là mình làm như vậy, không phải là sự thật. Đó là điều tất cả vừa rồi mình làm là điều thật hết. Những em nào mà bệnh về căn thì mình cũng giúp, dù bất cứ ở đâu mình cũng giúp được hết. Mình cũng chỉ qua điện thoại mà không tốn 1.000 nào hết, thậm chí một giọt xăng không có nữa. Thì từ ngày xưa tới giờ không ai chỉ qua điện thoại được, thì mình có khả năng đó mình làm được, mà cái đó là làm thật sự là hoàn toàn là có hết trơn nha anh em. Thì vừa qua thì cũng có người thì mình giúp, thì người đó thợ không có mà giúp thì nói chung là hết rồi. Xây ngang mình chỉ cách để làm theo là ngồi thiền suốt đời nó mới khỏe, là nó mới hết được hoàn toàn. Còn nếu như mình giúp mà khỏe rồi mình chỉ cách về mà không chịu về làm theo thì nó sẽ quay lại, thì mình không có giúp nữa. Tại vì là những cái đó mình đã giúp và mình đã tốn cái sự tu hành của mình giúp cái người đó và mình chỉ cho để đi, mà khi mà về khỏe rồi người ta đã bỏ bê. Mà tại sao những cái bệnh mà bệnh rất là nặng mà mình cứu được, mà tại sao cái bệnh nhỏ, cái bệnh mà nó cái dông vô bình thường nó nhẹ thôi mà người ta là không hết đó, là lúc đó là mình chỉ là hết, nhưng mà chỉ cách về nhà làm theo thì không chịu làm theo thì nó sẽ quay lại, giống như cái nhà không có cửa vậy đó. Ai muốn vô thì mình giúp rồi trong xu phải làm cái cửa đóng lại thì nó sẽ không có vô đó. Là kỳ rồi là mình giúp điều là sự thật hết anh em, chứ không có lừa gạt hay là lên mạng để lừa gạt anh em. Thì vừa rồi thì cũng giúp thì này kia nọ, thì mình cũng nói luôn là mình không phải là người xuất gia đó, mình là người về căn nha. Là cái căn về vô sát mình thì lúc đó làm việc thì là xưng là ngài, còn khi mà làm việc xong là mình là sát, là mình tên thành nha. Mình cũng nói thẳng luôn là mình không phải là ngài, là ngài cái lúc về làm việc thôi đó. Rồi làm xong là mình trở lại con người bình thường như bao anh em khác đó. Có nhiều khi anh em gì coi này kia được gì, tại sao rồi tôi xưng lỡ ngài? Không phải, cái đó là những cái phần trên người ta về với nhau, ta đối diện gặp với nhau
thì cái đó người ta mới biết với nhau, ta mới sưng với nhau. Còn khi làm việc đó xong thì tôi trở lại giống như bao anh em người bình thường, cũng ăn uống và có gia đình bình thường, tôi không phải là người xuất gia. Còn người căng thì nó khác anh em. Thì bây giờ thì mình cũng là ngưng rồi, không có chị nữa, thì mình tạm ẵn một thời gian, mà không hứa là ngày nào đó mình không có chị nữa. Tại vì chị rồi thì mình chị anh em cũng biết rồi, về tâm linh anh em cũng biết rồi, thì chị mà sát á, đem cái sát lợi á, thì chị á, nó tốt ít lắm đó. Thì mình làm này kia nó không có tốt cái thằng lực nhiều, mà mình chỉ qua cái điện thoại thì cái thằng lực mình nó rất là hao đó. Mà bây giờ thì nói chung mình không cho lại tới nhà đâu đó. Chứ cái nữa bây giờ nhà hẳn rồi đó, không có chị bệnh đây nữa. Còn anh em nào mà bệnh thì có cái thiền, mà ngày xưa có cái thiền đó, mà có cái thiền lúc trước có chỉ á, là ngồi cái thiền đó đi rồi tự động nó sẽ hóa giải thôi. Là cái thiền ở đây chỉ á, về cách thiền và cách hóa giải như thế nào, và cơ thể mình như thế nào, thì cái thiền này nó giải nghiệp, giải căn đó, nó đi theo cái nghiệp, cái căn, rồi cái sự tu hành của mình, rồi căn như thế nào, cái nghiệp mình ấy sống này kia đó, bị nghiệp như thế nào, thì nó hóa giải cho mình, từ từ nó sẽ khỏe lại thôi đó. Còn mình ngồi thiền này là từ 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 nó quá giải bên cái dạng như bên cái mà dâm linh này kia nó vô trong mình, á, nó xâm nhập vô không có được. Còn mình có căn là còn nha anh em, tại vì mình đi con đường này là đường tránh, chỉ căn tránh phải còn. Còn mà căn tà là mình phải là tự động nó sẽ bỏ chạy đi thôi. Thì nói chung thì vừa qua thì nó cũng có những cái mà anh em có nhiều cái tin, nhiều cái không tin. Thì nói chung là mình không có mà quen biết ai hết trơn nha anh em. Những cái phần căn khác cũng vậy, khi mình đi lên núi thì tình cờ chỉ gặp thôi. Còn mình mà đi chung với anh em đó là những anh em đó xa xứ, thì có một ngày nào đi núi thì mình có liên lạc đó, mình giúp á. Nhưng anh em bệnh đó, thì mình có hẹn đi núi là để mà giải nghiệp, giải căn thôi, cho anh em nó khỏe thôi, chứ không phải là băng phá gì đâu. Mình chỉ đi một mình mà thôi, chứ không có băng phá gì với ai, không liên quan gì tới ai hết à. Còn nếu mà mình đi đúng đường, mình không bao giờ sợ bất cứ thứ gì, tại mình không lừa gạt ai, đúng không? Không gian sinh ai, thì cớ gì phải sợ ai? Tại vì mình làm tất cả đều là thật hết. Còn cái những cái người tâm linh thì nói chung là đời cũng vậy, cũng có người thật người giả, cũng có người hiền người ác đó, chứ đâu phải mà ai cũng là đều làm ác hết trơn đâu. Thì tâm linh cũng có người lừa gạt, có người không lừa gạt. Thì những cái gì tôi làm vừa rồi đó là điều là sự thật hết. Tôi chưa bao giờ lên xin mà bất cứ ai, đúng không? Và tôi giúp người tôi cũng không cần người ta mang ơn gì hết đó. Tôi làm thì nói chung là những cái gì đều thật sự hết. Nhưng mà những gì tôi làm thì từ đó giờ không ai mà làm được, không ai làm được mà như tôi. Nhưng người ta không có tin, người ta nói tôi người dàn cảnh để quay một cái clip đó để đưa lên rồi có sự sắp xếp. Thì anh em cũng biết rồi, những cái gì tôi làm đều là nếu mà sự sắp xếp thì không bao giờ mà cái kiểu gì đâu anh em ơi. Mình chỉ đâu đó rõ ràng và mình chứng có rõ ràng, những người bệnh có rõ ràng. Những anh em đó thì cũng nói là ở nhà quê ở đó, mình cũng không biết là ở đó là ở đâu. Thì nghe tôi hỏi ở đâu rồi nói rồi, giờ ở Tây Ninh đi, bây giờ người ta ở Cần Thơ đi nữa, mình không biết nữa. Thì nghe lời người ta nói gì thôi, mình chỉ xong mình hỏi gì thôi. Nhưng mà thật sự mình không biết có người đó đâu, người ta cũng liên lạc với anh em vậy thôi. Nhưng mà mình giúp qua điện thoại đó là điều thật sự hết, chứ không có mà gian dối ai hay là dàn cảnh để nổi tiếng này kia rồi gì, cũng không có luôn nha anh em. Mình không muốn nổi tiếng gì hết á, mình cũng không muốn hơi thua gì với ai hết á. Thì vừa cá vừa gò là mình làm điều là thật sự hết. Còn những anh em đó cũng là, nói chung là những anh em đó bây giờ á thì khỏe lắm rồi. Cái gì mà những anh em mình giúp và đưa lên trên mạng á, là những anh em đó bây giờ ngồi thiền rất là khỏe. Thì mình cũng có quay kỳ rồi, cũng quay cũng cho anh em biết, chứ không phải là nhận cảm gì. Còn ai tin không tin thì thôi, ai hiểu được tâm linh
thì biết. Còn những ai mà không hiểu về tâm linh mà nói này nói kia, còn muốn biết thì anh em cứ đi một chuyến tại núi Cấm, cho anh đó hỏi dài đêm đi là biết cái sự tâm linh nó như thế nào. Đó, người ta cũng vẫn là người, nhiều khi người ta là chủ một cái công ty rất là giàu luôn, nhưng mà khi người ta đến tại núi Cấm là tự nhiên trong mình của người ta, tự nhiên có người người ta về, đó phải gọi là về căn. Người ta cũng như người bình thường, người ta cũng từng đi làm ăn này kia, chứ không phải là khùng đâu nghe anh em. Nếu anh em không tin thì cứ về núi Cấm lên chợ ở vài ngày và sẽ hiểu được cái tâm linh nó như thế nào. Đó, thì lúc đó là anh em ha, nói này nói kia cũng được, chứ mình không biết thì đừng có nói. Dạ, cái này nghe nói ngài là ẩn, tức là ẩn một thời gian hay là mình ẩn luôn? Cái này là nói chung là mình ẩn cái thời gian nó dài. Thì lúc trước thì cũng có nghe ngài nói là một thời gian nữa ngài sẽ ẩn, thì có lẽ không lẽ có lẽ là một cái thời gian này là đến lúc thì nó tới lúc rồi, tới lúc phải rồi. Ẩn. Dạ. Thì cái này là ngài cũng có nói trước, có những cái clip trước Lê Thanh có quay đó, ngài nói một thời gian ngài sẽ ẩn. Thì hôm nay có lẽ là đã tới cái lúc mà thầy đã ẩn là ngưng trị bệnh rồi. Chính vì thế thì cô bác anh chị em có phần căng á, thì có thể ngồi thiền đó, ngồi thiền thì những cái clip sau Lê Thanh sẽ quay ngày để chỉ cách mà ngồi thiền và xả thiền. Thì cái clip này để cho ngài nói chuyện để biết làm sao vừa rồi đó, thì cũng có nhiều người đã hiểu lầm đó, hiểu lầm ngài rất là nhiều. Tại những người đó người ta không biết, người ta chưa có hiểu về cái tâm linh. Người ta nói tâm linh không có, đúng không? Nên người ta không có hiểu, chứ còn nhiều người người ta không có bệnh, người ta không có hiểu về tâm linh như thế nào. Thật sự là tâm linh là có đó. Anh em cũng nghĩ đi, ông bà chết, khi mà còn cái xác ông bà chết thì còn cái linh hồn, thì ông bà của huyện mình đi tu trên núi trên non, thì anh em cũng biết là tu để làm cái gì, tu để có một cái thằng thông này kia, để chi, để đảo về để mượn một cái xác con cháu. Rồi những cái giống mà nào không tu thì vô cái xác của người nào đó, thì vô đó nhập vô người đó, thì nhờ cái người tu đó, người ta có đó, có quyền gì đó, người ta mới giúp được, không? Người ta bắt cái giông linh đó, người ta làm gì người ta mới chữa, người đó mới hết. Mình cũng hiểu cái điều đó, khi chết đi vẫn còn linh hồn đó, thì cái linh hồn đó có tu hay không là quan trọng. Linh hồn nó còn đi phá thì còn cái những người mà trong hồn mà nó không chịu tu thì nó có đi phá, còn những tâm hồn mà tu thì về thì chừng chỉ những cái linh hồn phá đó mượn xác chặn, rồi bên kia cũng mượn cái xác chặn luôn để vô rồi quậy. Rồi bên đây thì những người tu người ta vô mượn xác chặn thì trị cái người quậy đó, như đó. Thì anh em nào coi thì coi suy nghĩ lại và xem xét lại, cái nào mình không hiểu, không có tin về tâm linh thì mình có thể mình lướt qua, còn nếu như mà muốn nói thì mình phải tìm hiểu cho thật kỹ những cái nào đúng hay là sai, tâm linh là có. Còn nếu như mà mình không tin thì cứ lên tại cho đốc đi lên trên núi Con Cấm đi, lên đó 24/24 anh em, rồi tìm hiểu rồi hãy nói. Rồi nói chung là mình cũng ngưng thời gian nha anh em. Kính thưa quý vị, thì vừa rồi Lê Thanh cũng quay một đoạn clip này để cho khán giả biết là ngài đã ngưng trị bệnh lại để ngồi thiền lấy lại thần lực. Thì vừa thời gian qua ngài cũng giúp rất là nhiều, hao tốn thần lực với tình trạng sức khỏe nữa, cho nên cái clip này Lê Thanh sẽ khép lại cho bà con biết. Nếu mình có bệnh thì có thể coi cái clip sau ngày chỉ cách ngồi thiền và nhã thiền, thì cũng có nhiều anh chị em đã làm theo rồi vẫn có hiệu quả, cho nên Lê Thanh sẽ khép clip này lại. Hẹn các bạn vào một clip sau thì ngài sẽ chỉ ngồi thiền và nhã thiền như thế nào. Xin chào tất cả các bạn nha.